Chào mừng các em đến với tiết kể chuyện ngày hôm nay. Hôm nay thầy sẽ kể cho các em nghe câu chuyện Sự tích dưa hấu. Mời các em cùng theo dõi câu chuyện nhé. Thời xưa thời vua Hùng Vương, đất nước ta có núi cao sông rộng trời đẹp nắng vàng nhưng đồng ruộng thưa thớt hoa quả chưa có nhiều thứ thơm ngọt như bây giờ vua hùng vương thứ 17 có một người con nuôi là mai an tim có tài tháo vát và có trí hơn người vua yêu mến mai an tim thường ban cho của ngon hoặc quý thối thường các quan lại được một chút lộc vua thì nâng niu ca tụng riêng an tim bảo của biếu là của lo của cho là của nợ và xem thường các thứ ấy Việc đến tai vua Vua giận lắm bảo tạ thế ta cho nó cứ trông vào tài sức Của nó xem có chết rũ xương ra không Thế là một buổi sớm Tự nhiên an tim thấy lính đến giải Cả chàng lẫn vợ con xuống thiền Chẳng cho mang theo một cái gì hết Chàng nói mãi Mới cho đem theo một cái gươm cùng Bồm căng gió Thiền trồng chành Nhắm ra biển khơi thẳng tiếng Bãi cá trắng vệt cây xanh Trong bờ khuất dần gòi bèo bọt, rác riêu, dấu vết của cư dân cũng không còn nữa. Bây giờ chỉ thấy trời nước xanh ngắt một màu. Hôm sau, thiền đến một hòn đảo nhỏ. Họ để gia đình ăn tiêm lên bờ với năm ngày lương thực, một chiếc nồi, rồi nhổ neo, quay lái. Nàng ba, vợ ăn tiêm bế con nhìn theo chiếc thiền dần xa rồi, khuất mất, nước mắt nhỏ như mưa. Từ nay có bao giờ nàng lại được cùng hàng xóm chia nhau những bắp ngô đầu mùa Hay nói một câu chuyện gia đình với ánh trăng Vai vào hòn đảo hoang vu nàng lại càng khiếp sợ hải hùng Không biết rồi đây lấy gì để ăn mà sống tạm cho qua ngày tháng An tim dắt vợ con tìm được một hốc đá ở tạm Rồi chàng cấp gom đi thăm dò Hòn đảo quả thật hoang du Chỉ có ít cây cỏ lơ thơ và mấy loài chim biển tìm mãi mới thấy vài thứ quả chát chua và gáo dại ăn tạm cho đỡ đói. Từ đấy, ngày ngày ăn tim trồng rau và tìm quả, nàng ba thì ra bờ biển mò con ngao, cái hến. Đứa con lớn của An Tim bắt dứt cha cũng cầm cụi làm đánh bẫy chim. Nhưng rồi chim dần dần quen bẫy, có khi suốt ngày thằng bé không bắt được một cái lông. Cá nhiều nhưng không có lưới, quả thì có mùa cho nên thức ăn chính của vợ chồng, con cái An Tim vẫn là mấy thứ gao dại. Mà chàng trồng thành gao vườn, cuộc đời của bốn người vô cùng lao đao, vất vả, chẳng khác giống chim muôn bao nhiêu. Tuy vậy, An Tim vẫn tin rằng một ngày kia mình có thể làm cho đời sống khá lên. Một hôm, có con chim đang ăn ngoài bãi, thấy An Tim đến, vội bay đi, bỏ lại một miếng mồi đó đỏ ăn tim cầm lên xem thì là một mảnh quả dưa bằng hai ngón tay chàng nghĩ thầm chim ăn được có lẽ người cũng ăn được bèn nếm thử thì thấy có vị ngọt chàng ăn hết miếng dưa này và nhặt lại lấy hạt ngồi nghỉ một lát thấy mắt ruột đỡ đói chàng có ý mừng thầm lấy gơm xới một khoảnh đất mà gieo hạt xuống ít ngày sau mấy hạt mọc mầm đâm lá bò tỏ ra khắp mảnh đất Nàng ba cũng giúp chồng sớm chiều chăm sóc mấy dây dưa lạ. Vợ chồng hồi hộp trông thấy cái hoa đầu tiên hé nở, rồi hoa kết quả. Lúc đầu bằng ngón tay út, ít lâu sau đã như con chuột rồi con lợn con. Thấy nó lớn mãi như không bao giờ thôi, an tim cũng không biết lúc nào nên hái. Một buổi sớm tinh mơ, nghe tiếng quả kêu ngoài bãi, nàng ba bảo chồng. Ở ngoài hoang đảo vắng, quả không tụ hợp bao giờ nay chúng kêu in ở một nơi tất là có sự lạ anh ra xem thế nào an tim ra đến bãi thì đàn quả đã bỏ đi quả dưa chúng vừa mổ thủng vài nơi chàng cắt dưa mang về khi bổ ra cả nhà ló mắt vì màu đỏ tươi của ruột dưa đâu đó giữa màu đỏ có những hạt đen như hạt huyền và bọc ngoài lớp vỏ trắng viền xanh hai đứa bé thèm nhỏ nước giải nàng ba thì tấm tắc khen quả trong ngon mắt An tim cẩn thận cắt cho mỗi người một mảnh nhỏ ăn thử. Bốn người như một khen ngợi cái vị ngọt thanh, cái mùi thơm nhẹ của quả lạ. Ăn vào không những không sót ruột mà còn thấy đỡ khát và khỏe ra. Đến trưa, an tim mạnh dạng bổ hết quả dưa cho các con ăn đến no. Bây giờ, cả nhà an tim mừng rỡ bồng bế nhau ra bãi, chọn những quả sẫm màu đem về, còn lại thì thay phiên nhau canh giữ và từ đấy họ cứ trồng ra thêm mãi tất cả nông cụ chỉ còn một cái gom cùng và mấy hòn đá mài bén vì vậy thêm một gốc dưa là thêm không biết bao nhiêu mồ hôi nước mắt nhưng họ chăm sóc hết lòng nhờ vậy giống dưa càng ngày càng sai quả quả càng to thịt dài thêm mãi vỏ mỏng dần đi vị càng thơm ngọt cứ mỗi lần hái dưa an tim lại lấy những quả đánh dấu thả ra biển dưa cho biệt tâm tích không biết bao lần chăn non rồi chăn già không biết bao bận an tim vẫn không ngã lòng quả nhiên một hôm có một đoàn thiền ré đến hỏi ai đã trồng được giống dưa quý để đổi đem về đất liền từ đấy an tim đổi được các thức ăn thường dùng và còn được cất một lá nhà mái nhà chanh xinh xắn về phần vua hùng vương từ ngày bỏ an Tiêm ra hoang đảo vua yên chí rằng an tim đã chết rồi đôi khi nghĩ đến cũng có chút bùi ngùi thương hệ cho đến một ngày, thị thần dân quả lạ, vua ăn ngon miệng, bèn hỏi thăm tung tích. Mới biết, dưa đấy là do an tim trồng ngoài đảo. Vua ngẫm nghĩ thấy mình sai, cho thiền ra đón gia đình an tim. An tim và nàng ba mừng rỡ, thu lợm hết những quả dưa chín và hạt giống đem về, phân phát cho bà con hàng xóm và truyền dạy cách gieo trồng chăm bón. Đó là nguồn gốc giống dưa hấu mà chúng ta ăn ngày nay. Về sao khắp nước ta đều có giống dưa hấu Nhưng người ta nói chỉ có huyện Nga Sơn là trồng được những quả ngon hơn cả Vì nơi ấy Ngày xưa là hòn đảo An Tiêm đã ở Trải qua mấy nghìn năm nước cạn Cát bồi nay đã liền vào với đất Qua câu chuyện đã giải thích cho chúng ta biết được Sự tích của quả dưa hấu và cho thấy Mai An Tim là một người giàu nghị lực và giàu lòng tự trọng câu chuyện của chúng ta đến đây là hết rồi thầy xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em ở những câu chuyện tiếp theo xin chào và hẹn gặp lại các em